vừa được ra mắt ở thị trường Việt Nam mình. Khi khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về dòng sản phẩm này thì xin liên hệ số hotline để được tư vấn và cũng như là xem xe ở Mercedes-Benz Phú Hưng nhé. Còn bây giờ xin mời theo chân Mạnh để cùng khám phá và trải nghiệm mẫu SUV này nha. Trong khoang nội thất của GLS 450 thế hệ mới nhất, ở phiên bản thế hệ mới nhất này, mình thấy Mercedes-Benz đã trau chuốt và thiết kế một cái khoang nội thất rất là đẹp và tuyệt vời. Chúng ta sẽ có những chất liệu da, gỗ và hợp kim nhôm rất là sang trọng và thể thao. Ngoài ra thì những cái công nghệ mới nhất của Mercedes-Benz cũng được ứng dụng trên phiên bản GLS 450 thế hệ mới này. Thì trên phần táp lô của GLS 450 phiên bản mới nhất được trang bị hệ thống MBUX và vô lăng thế hệ mới, ba chấu rất là đẹp và thể thao. Vô lăng thì được khâu chỉ da và ốp gỗ rất là đẹp. Phần thiết kế táp lô cũng rất là mới. Trên gói trang bị nội thất của GLS 450 thế hệ mới này được trang bị gói nội thất Evolution thế hệ mới nhất. Thì gói trang bị nội thất Evolution bao gồm những gì thì chúng ta sẽ có những cái chi tiết bọc da và những cái đường chỉ may rất là tỉ mỉ, khéo léo, tạo chúng ta sự hoàn thiện rất là tốt. Ngoài ra thì trên cái vô lăng của GLS 450 này cũng được bọc da, nắp ba và ốp gỗ rất là sang trọng, tạo chúng ta một cảm giác cầm nắm rất là chắc tay. Trí tuệ nhân tạo và cũng như là công nghệ MBUX mới trên Mercedes-Benz. Có thể nói thì hệ thống giải trí trên Mercedes-Benz ngày nay đều được ứng dụng cái công nghệ MBUX này, giúp chúng ta có những trải nghiệm tốt nhất và những cái tính năng ưu việt nhất có thể sử dụng trên một mẫu Mercedes-Benz. Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng trang bị ưu ái cho GLS thế hệ mới này hệ thống loa Burmester rất là hay. Mình đang ngồi trên khoang hành khách thứ hai của GLS 450 thế hệ mới nhất. Ở khoang hành khách này thì mình cảm giác GLS được thiết kế rất là rộng rãi và ưu ái nhất cho cái hàng ghế thứ hai này. Chúng ta sẽ có những trải nghiệm tốt nhất khi mà sử dụng những cung đường dài.
Thì vừa rồi Mạnh cũng đã cùng các bạn khám phá và trải nghiệm sơ lược về chiếc GS450 thế hệ mới này. Mọi chi tiết thắc mắc và có cầu trải nghiệm về dòng GS450 này, xin mời quý vị khách hàng và các bạn liên hệ số hotline 0937 238 111 để cùng Mạnh trải nghiệm và khám phá mẫu GS mới thế hệ này nha.